Rồi rồi bây giờ anh thay giùm mấy cái này đi, có khoảng chừng bao lâu ta? Ok, rồi. Thay dây cua ra bi, miếng này bị mòn luôn. Ví dụ như mình thay mấy cái bộ phận này là giống như là cái bộ này là nó sẽ êm lại giống như ngay từ gần như mới không? Thì để được 80% anh. À. Còn đây là cái này pha cái này á đi dễ bị ma mò bố lắm nha. À nó bào cái bố không? Đúng rồi, tại vì nó có cái căng căng dễ bào bố lắm. Cái bắt thì bắt nhẹ lắm mà nó ma mò. Rồi hiểu. Bắt thì bắt nhẹ lắm. Ví dụ như mà mình thay mấy cái này nó là kiểu như là khoảng một thời gian sau là giống như là mới coi lại nó bị mòn hay gì không? Thay cái bố rồi thì anh đi khoảng một thời gian giờ thay thì bố cái cây là thay đúng khoảng hai mấy ngàn cây là thay đúng không? Cũng lâu lắm rồi, thì cũng mấy năm rồi. Rồi hai hai năm hơn. Còn cái tiếng mà rè rè hồi nãy rè rè bên đây là do nó chứ đâu phải là do cái dàn nhựa này hả? Cái xíu thôi. Thì tôi xin chỉ cho. À ok, cái đó là do cái bát trong đây đó. Ok rồi. Có vệ sinh kim xăng chưa? À thấy rồi, vệ sinh có kim xăng. Có nó thật là có. Cái lồng gió thì đâu cần thay hả? Lồng gió để vô dơ mấy anh. Rồi. Ví dụ như anh nói cái bố này nó mòn thì nó thay cái gì? Bố này mòn thì thay ba cục bố này. Tháo ba cục bố rồi đã. Dạ, dưới chung này. Để cho nó khớp với nhau luôn không? Đúng rồi. Chứ đâu giống như hồi xưa lấy ra dán dán nữa hả? Thì hồi xưa dán là phải dán là xong phải dớt này lại. Vậy thì kiểu như là bây giờ cái kiểu làm hồi xưa gì đúng không? Đúng rồi. Bây giờ là cứ thay hết nè. Bây giờ thì mình cái bố gì cũng đâu có đâu. Ở ngoài mình có. Dán mấy bố thắng á thì dán trên thôi xong rồi dớt lại. Thì bắt nếu nó không dớt á để dày quá để chuông gắn trên nó không có vừa. Ok. Mà dớt cái chuông lại. Còn bây giờ cứ mòn là thay hết gặp lắm. Mà hai nữa mà anh đi hình này á cứ dán vậy thì lên ga thì luôn lắm, dính luôn lắm. Lấy ga nè. Chạy tốc độ 20 cái đó là do bị gì? Do bố anh, do bò bố. Ok, nó mòn không? Nó không có bắt vô thì sát không? Bắt dần. Cái này giống như là đợt bảo trì luôn hả? Kiểu như là thay đồ đúng không? Thôi vậy nếu vậy mình làm về khoảng chừng tới 30 cây 1000 cây mình đi bảo dưỡng lại thôi, đúng không? Đâu cần phải cái vỏ mới ra, vỏ mình mài quá vậy. À một cái vỏ sau á hả? Vỏ này khoảng bao nhiêu tiền đó? Dữ mấy cái hả? Cái này nó không có mềm lắm. Ok. Đây là xe này chở 4 không? Chở 4 không? Đi nặng á. Đi nặng. Ok, cái vỏ này để sau đi. Sáng trang rồi đó. Ok. Ủa cái đồ này là của Việt Nam sản xuất luôn hả? À hôm nay. Có hậu không?
Cái dãnh ngoài đấy kêu là cái gì vậy? Này đế đựng bi anh. Đế đựng bi. Còn đây là bi hả? Dạ. Mấy cái đồ này sau này là Việt Nam mới làm hết không? Hôm bữa mới thay có cái này thôi đi ấy, nhưng mà nếu mà thiếu cái gì thôi, giống như một bộ luôn á, đúng không? Như sơn giống như vậy á. Tính ra hết nguyên cái bộ mà từ đây tới đây mà thay một lượt chắc 3 triệu mấy hả? Gần 3 triệu hả? Thế này thay một phần nữa nè. À. Hôm nay cũng thêm 1 triệu mấy nữa. Ờ, à, vậy là 2 triệu 2 với là 1 triệu mấy là 3 triệu mấy rồi đúng không? Ok, ok, hiểu rồi. $5,000 giống như là thay sên trong dĩa. Còn như anh hồi nãy mở ra cái máy á, ví dụ nghe tiếng máy cũng đâu ảnh hưởng gì đúng không? Máy đó, cái máy bị... anh đi thay nhớt bình thường là anh đi khoảng gì vậy chứ? Bị thường bình thường, ở 1,000 mấy cây là hay à, 1,000, 1,500 rồi. Nhớt gian ok bình thường hết cái gì. Rồi, dây Gora mới luôn. Cái vỏ này xài được bao lâu nữa thì có thể thay nếu mà... Đó, anh vừa thấy cái vỏ nứt hả? Nứt đó, một cái nó muốn bùng nè, đi xuống nè. Ok, hiểu quá. Khoảng 1 tháng nữa được không? Ừ. Vậy là được không? Đây bông dừa không căng quá, thành hiệu test luôn, nó giới thiệu kém rồi. Ồ, nứt đó thử anh hỏi luôn, nó chạy có bị rung rè gì không em? Khoảng 30 cây á, khoảng lên 20-30 cái nó rè nhẹ 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 đây là bây giờ ấy. Còn rè nhiều không anh? À, đúng, đó, đó, đó. Đúng rồi. Cái phía này nè. Chỗ này đúng rồi. Mà không biết nó nằm đâu. Đó là nó nằm ở đâu vậy? Cái dẻ hả? Nhiều khi xe đi lâu ngày nó bị phát sinh ở một cái chỗ nào đó nhìn không biết luôn. Hả? À, em cứ nghe rè em nghĩ là cái bô hoặc là cái đồ nhựa gì đó nó rung á. Ờ, hy vọng là nó hết được không anh? Nó đỡ em rồi. Ba lần rồi đó anh. Rồi ba lần rồi không? Rồi chứ để sáng miệng không? Không ăn nhức đầu. Để đây luôn hả?